Kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình chia sẻ và cập nhật cái giá đầu lòng nha quý vị, lòng heo, đầu heo á. Có quý anh chị nào mà hỏi mà lòng heo để làm mua về khóa lấu á, đầu heo đồ đó quý vị. Thì bây giờ là 1:30 sáng nha quý vị. Tại chợ chợ Đầu Mối Hóc Môn nha quý vị. Cái này mình cập nhật cái giá chỗ của chị Huế bán rất là nhiều luôn quý vị. Nè cái mình thấy là đây có huyết nha quý vị. Lòng già, lòng non rồi đó, phổi nè, gan nè. Rồi tim ấy gì? Tim heo được. Đủ hết luôn. Quá trời. Dài dài luôn nha quý vị. Quý anh chị nào hỏi? Đây. Phú Linh nè quý vị. Đây, đầu heo đây. Cái này là nhiêu ký anh? Đầu heo á. Đầu má đầu cũng như nguyên cá vậy là tính giá nhiêu? 60.000 ký quý vị, nguyên cái á, nguyên cái mà gồm có má, có chưa có lóc ra đó, gọi là chưa có lóc ra quý vị. Đó thì quý anh chị em mua đây nè, không biết họ lóc ra cái món này món gì đây nữa nè. Nó giống như cái út mít á quý vị. Đó, 60.000. Còn có loại lóc ra nha quý vị. Cái lóc ra cái xương đó là tính làm sao mà cái hả? Xương thì 20.000. Mà da đầu á là 50.000. Còn cái mà chưa lóc ra này á là 60.000 ký. Đó, cái giá tham khảo nha quý vị. Và trên màn hình video các bạn đang xem á là có cái số điện thoại của chị Huế á quý vị. Đó chị chủ chị ngồi đẳng á. Cái giá này cũng mang tính tham khảo nha quý vị. Nhiều khi quý anh chị em á mua hàng á thì cứ coi cái video này á, rồi liên hệ cái trực tiếp cái số điện thoại á, mình mua đúng cái thời điểm mà mình gọi á, cái giá nó lên xuống nha quý vị. Chứ mình á, chỉ là chia sẻ hình ảnh á là nơi đây có bán những cái mặt hàng như vậy thôi nha quý vị. Đồ giá thì nó sẽ thay đổi theo cái tùy cái lúc. Cái này là lưỡi heo, lưỡi heo này là bán nhiêu chị? 200 hả? Lưỡi heo 100.000. Đó, vậy nha quý vị. Đó này là mới hoàn toàn. Cái đồ này là đồ mới nó mới vậy nha quý vị. Còn cái này là gọi là thú linh nữa hả? Này là cái này, còn này là cái gì? Ruột già nhiêu? Ruột già 20.000 một ký. Thú linh thì 60. Đó, cái giá nó thực tế tại chợ nha quý vị. Đây là gọi là thực tế hoàn toàn. Cặt heo quý vị. Đó. Cặt này là nhiêu một ký? Cặt này chạy 2 ký em đi về coi ngồi. Trời ơi, mày trời tao chút nữa tao thiếu tao chạy đi đâu? Cặt cây nhiêu? Cặt nhiêu vậy quế? Chị quế. Dạ, cặt nó có chắc cũng có nhiều loại, chỉ nói cặt đẹp, cặt xấu gì đó nữa nha quý vị. Cặt đẹp là 101 ký. Hai bà kia bà nọ nàng nỉ chia lại. Lỡ rồi chơi luôn hả?
Rồi vậy mà cũng dễ bị dụ vậy á ha. Mua qua mua lại. Thiếu hả? Thiếu hàng giao hả? Đó, mình giới thiệu với quý anh chị em á là nơi đây nha quý vị. Ở đây là chợ thịt heo này quý vị, đó đằng sáng sáng đó đó là chợ thịt heo của chợ đầu mối đúng không? Ở này là bên ngoài chợ quý vị. Lòng non á hả? Có cái 2 kg mà năn nỉ nãy giờ luôn á hả? Chạy lòng vòng luôn. Còn cái đó cái bong bóng hả ta? Dạ đúng rồi, bong bóng. Bong bóng, bóng gì? Bán em giùm luôn ấy anh. Bán em giùm hả? Hỏi thử đứa nào mua em bán luôn hả? Hỏi, trời ơi, hỏi thử đứa nào á, nói em thấy nói ông nào mua thì tôi dám quay thôi, đứa nào mua trời ơi. Mua đi bán em bán luôn đó. Bán luôn phải không? Dạ. Trời ơi, có chị bán hàng chứ nói chuyện thấy thương quá quý vị, bán em luôn. Bây giờ bán gì giờ hả? À, bong bóng đó là nhiêu chị? Bóng đóng 20.000 ký quý vị. Rồi cái này là lòng non hả? Dạ. Là nhiêu tiền ký? Non 130 rồi đắng thì 50. Lòng non 130 mà cái loại đắng có 50.000 nha quý vị. Đó cái giá tham khảo vậy đó. Rồi cái đó gọi là lá mía hả? Dạ đúng rồi. Lá mía nhiêu? Lá mía 20.000, gan nhiêu? Gan 20.000 một ký, lá mía 20.000 đồng một ký, phổi bao nhiêu tiền một ký? Phổi 10.000 một ký. Cổ họng, cổ họng 100.000 ký quý vị. Tim heo, tim 150. Còn đây này huyết đông hả? Hả? Huyết cái này kêu huyết chính và huyết luộc, cái này là nhiêu? Huyết luộc 10.000 đồng một ký. À chà, cái giá rẻ bất ngờ vô trong cái chỗ mà mình ăn cháo lòng hơn tô. nếu mà nói là nãy giờ mình kiểm qua vậy là họ nấu cháo lòng không cũng lời. À, có lấy dây không? 2 ký đi Dung ơi, 2 ký. Ờ ok. Đó, trên màn hình video các bạn đang xem á thì có cái số điện thoại của chị Huế á quý vị. Mùa lòng heo đồ á, tim cật đồ á, đây là chỉ bán đủ hết á. Thì có mua thì cứ gọi trực tiếp đi số điện thoại nha quý vị. Bây giờ là 1:30 sáng, bắt đầu 1:30 sáng là chị mới có bán nha quý vị. Nếu mà có đến chợ đầu mối không á, 1:30 sáng mới bán. Rồi này chị bán thì cũng không có lâu nha quý vị. Sáng mình đi ngang đây 5:00 sáng là xong hết rồi quý vị, là sạch bách, chỗ này không còn bán nữa là chỉ bán hết rồi đó. Tôi thấy 5:00 sáng tôi đi ngang đây đâu, chị đâu còn đâu phải không? Bán nhưng làm mấy tiếng hồ là đồ hết phải không? Dạ, gần sáng là. À, tôi thấy hết rồi, không có thấy còn bán. Quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.